Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, nơi giao hòa vẻ đẹp hiện đại và sắc màu hoài cổ. Trải qua 125 năm hình thành sau cuộc khám phá của bác sĩ người Pháp Alexander Jacin, đến nay, thành phố sương mù Đà Lạt đang ngày càng phát triển sôi động hơn bao giờ hết. Nhịp sống của thời đại đang rộn ràng, hối hả, nhưng ở mỗi góc phố, mỗi con đường Đà Lạt vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính. Đó là những công trình kiến trúc cổ hiên ngang với thời gian, là nếp sống vẫn phản phất hoài niệm của người Đà Lạt thanh lịch, tinh tế. Đà Lạt còn làm say mê những ai yêu nét thi vị của khí hậu, cái tình tứ của núi sông, vẻ rực rỡ của sắc hoa bốn mùa. Cảnh sắc Đà Lạt vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng, vừa mang nét kiêu sa, lại thoáng vẻ chân tình gần gũi, đã trở thành nàng thơ bất hủ, nguồn cảm hứng bất tận của biết bao thi sĩ trót phải lòng mảnh đất này. Và trong mắt du khách, Đà Lạt từ bao giờ đã trở thành thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí. Hơn hết, sự chân thành và tình người ấm áp của người dân xứ sở sương mù như hương hoa thơm, nhẹ nhàng, lan tỏa, quấn quýt khách thập phương. Để rồi khi chúng ta trở về, lại lưu luyến, lại nhớ thương. Khoáng đạt và mạnh mẽ vươn lên như núi rừng cao nguyên, Đà Lạt hôm nay đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách. Người Đà Lạt đang dang rộng vòng tay đón bạn bè muôn phương đến với một mùa festival hoa tràn đầy hứng khởi. Nơi cao nguyên xanh thẳm, theo làn nắng ấm, ngày mới đang lan dần. Những nụ hoa khẽ khàng hé nở, khoe dáng yêu kiều, lấp lánh sương mai. Từ nơi triền đồi, ngõ nhỏ, nơi góc phố sân vườn, ngàn hoa rập rờn khoe sắc, vẽ nên bức tranh rực rỡ rạng ngời biết bao. Một thế giới đầy hương sắc mang tên Đà Lạt và hoa. Nụ hoa xinh tươi cùng hoa nụ cười đùa vui bên nắng mới. Hãy cùng nắm gái đôi tay nhau và ước mơ. Chim mơ cho ta bay cao bay xa cùng hoa khoe sắc thắm. Và cuộc đời sẽ thấy tương lai ta luôn gọi mơ. Gọi con tim ta và lòng mọi người đang về trong gai phía trước. Dù cuộc đời có khó khăn nhưng ta hãy bước qua. Và tim ta mơ chỉ một tự hào khi ta bước tới. Trở thành những ánh sao sáng mãi trên bầu trời. Khi bông hoa tươi xinh khoe hương sắc thắm một màu. Như khi ta mong sẽ có những giấc mơ riêng mình. Mây trôi đi phương xa vẫn cho nắng gió vẫn luôn hiền hòa.
Ngươi như mùa xuân đã về, sắc hoa rực rỡ đất trời, Đà Lạt thành phố ngàn hoa, cao nguyên La Biang lộng gió. Lá hoa rực trong nắng chiều, má em hồng thêm rất nhiều, Đà Lạt thành phố mộng mơ cho ai thương nhớ đợi chờ. Khi mùa xuân đến, nụ hồng anh trao em, sao cười lấp lánh, bồng bềnh trong khói sương. Đông về nghe gió, dì dào không lo sao, cho thêm xanh bốn mùa. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Khi mùa xuân đến, nụ hồng anh trao em, anh đào quê nắng, chùa vàng xin tiếng rơi. Đêm về nghe gió, ngoài cả hương phong lan, cho thêm xanh bốn mùa. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Ngỡ như mùa xuân đã về, sắc hoa rực rỡ đất trời, Đà Lạt thành phố ngàn hoa, cao nguyên La Biang lòng gió. Lá hoa rực trong nắng chiều, má em hồng thêm rất nhiều, Đà Lạt thành phố mộng mơ cho ai thương nhớ đợi chờ. Khi mùa xuân đến, nụ hồng anh trao em, sao cười lấp lánh, bồng bềnh trong khói sương. Đông về nghe gió, dì dào không lo sao, cho thêm xanh bốn mùa. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Khi mùa xuân đến, nụ hồng anh trao em, anh đào quê nắng, chùa vàng xin tiếng rơi. Đêm về nghe gió, ngọt ngào hương phong lan, cho thêm xanh bốn mùa. Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Đà Lạt thành phố ngào hoa, chúng tôi trân trọng gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, du khách khắp bốn phương đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt cùng hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Chương trình do ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2019 phối hợp cùng công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chương trình đang được diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Truyền hình Việt Nam và kênh LTV Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa được hòa vào thiên đường của sắc màu và muôn hoa rực rỡ với liên khúc Thế giới muôn hoa và Đà Lạt thành phố ngàn hoa. Trong vườn hoa rực rỡ sắc màu này, chúng ta cùng chào đón hai đóa hoa rạng ngời. Thưa quý vị, đó là Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019, top 12 Hoa hậu Thế giới 2019, đại sứ hình ảnh của lễ hội Lương Thùy Linh. Kính thưa quý vị, và đứng bên cạnh tôi đây là một nhân vật đặc biệt đến với lễ hội Hoa Đà Lạt ngày năm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thế giới Megan Young. Please welcome Miss World Megan Young. Thank you so much for being here with us. Và xin được cảm ơn các nghệ sĩ, vũ đoàn và hai nàng hoa hậu đã mang đến một màn trình diễn thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị,
tham dự trong lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Chúng tôi hân hoan để chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu của các đồng chí đại diện lãnh đạo của các bộ, ban ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Bình, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và Trà Vinh. Đến tham dự trong lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, chúng tôi xin được chào đón và các đơn vị là các vị khách quý là đại sứ quán các nước Cuba, Lào, Nga, Romania, tổng lãnh sự quán các nước Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Lào, Nga, Philippines, các đoàn khách quốc tế đến từ các nước Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Singapore, Philippines và Thái Lan. Về phía tỉnh Lâm Đồng, hiện diện trong lễ khai mạc này xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu quý vị trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo thành phố Đà Lạt qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Đến với lễ khai mạc và cùng đồng hành với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, xin được trân trọng giới thiệu các nhà tài trợ, đại diện các làng hoa, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa, trà, tơ lụa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các phóng viên báo đài trung ương và địa phương đến tham dự và đưa tin về chương trình, và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 15.000 người dân trong tỉnh và du khách bốn phương đã đến tham dự cùng lễ hội. Một lần nữa hân hoan chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc. Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, các tỉnh, thành phố bạn. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể đồng bào và đồng chí. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cùng cả nước chuẩn bị chào đón năm mới 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt trang trọng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 với chủ đề Đà Lạt và Hoa, được diễn ra tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc từ ngày 20 đến hết ngày 24 tháng 12
năm 2019. Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên, cảnh quan, đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển nông nghiệp và du lịch. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, nông nghiệp Lâm Đồng đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh về hoa, rau, cà phê, dâu tằm với quy mô lớn. Thương hiệu nông sản Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành đã được khẳng định và không ngừng bay xa. Là tỉnh dẫn đầu của cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Du lịch Lâm Đồng hướng đến là ngành kinh tế động lực của tỉnh, phát triển các loại hình, các sản phẩm du lịch mới. Trong đó, chú ý gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp. Đã có các khu, các điểm du lịch kênh nông, các làng hoa, các trang trại hấp dẫn du khách. Những kết quả quan trọng đó tiếp tục khởi nguồn để thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nông nghiệp của địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào và đồng chí, theo thời gian, 2 năm một lần, bước vào độ cuối đông với muôn hồng nghìn tía của các loài hoa đua nở. Đà Lạt, thành phố festival hoa của Việt Nam, lại tổ chức sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị về hoa, các loại nông sản đặc hữu, tơ lụa. Đồng thời cũng tiếp tục quảng bá về du lịch, giới thiệu những nét đặc trưng riêng có về kiến trúc, về cảnh quan, về con người, về những nét đẹp văn hóa của các vùng miền trong cả nước, hòa quyện và hiện diện trên vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ này. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cảm ơn các bộ, ngành, trung ương, các tỉnh, thành phố, bạn, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng quá trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Cảm ơn các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã đến dự và đưa tin lễ hội. Rất mong được tiếp tục đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của quý vị để Đà Lạt, để tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong thời gian sắp tới. Trước thềm năm mới 2020, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi và có những ngày hòa cùng với Festival Hoa Đà Lạt với những ấn tượng khó phai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tôi xin tuyên bố khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý, các vị khách quốc tế, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Đà Lạt, thành phố của tình yêu, thành phố ngàn hoa, được tạo hóa ưu ái ban tặng cho khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, đất đai phì nhiêu, cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo, con người hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Sau hơn 125 năm hình thành, phát triển và hội nhập, vừa chú trọng bảo tồn, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc văn hóa đặc trưng các dân tộc, vừa tập trung mở rộng quy hoạch, đầu tư nâng cấp và phát triển theo hướng hiện đại. Đà Lạt ngày nay đã mang diện mạo mới, đạt được nhiều thành tựu, là điểm đến lý tưởng trong bản đồ du lịch Việt Nam, vùng đất quyến rũ bước chân của biết bao lữ khách.
Hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây cùng dự khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 với chủ đề Đà Lạt và Hoa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời chào nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cả nước, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch, là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội đề ra. Trong đó, 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,8%, quy mô GDP tăng lên khoảng 266,5 tỷ đô la, bình quân đạt 2.786 đô la trên người. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 33,8% GDP. Hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện, năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc. Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 3,3% dự toán. Duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất ở châu Á. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chủ quyền quốc gia tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Vị thế quốc gia của nước ta tiếp tục được nâng lên rõ rệt, đặc biệt thông qua việc chúng ta trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối, cũng như việc đảm bảo tổ chức tốt hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, Lâm Đồng là một tỉnh Tây Nguyên không có cảng biển hay cửa khẩu quốc tế, giao thông đi lại còn khó khăn. Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tăng trưởng kinh tế những năm qua phát triển vững chắc, tốc độ cao, đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 tăng 8,5%. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập đời và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội phát triển đồng bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,85%. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 6,5%. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tôi đặc biệt đánh giá cao chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng, là một trong 9 địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất sau 10 năm triển khai thực hiện. Gắn liền với đó là thành tựu to lớn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mà nổi bật là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù có thế mạnh của địa phương như rau, hoa, trà, cà phê và lụa tơ tằm, v.v. có giá trị thương hiệu cao, chất lượng tốt, được tiêu thụ nhiều trong nước cũng như xuất khẩu và được tôn vinh tại lễ hội lần này. Du lịch của tỉnh đang tiếp tục trở thành ngành kinh tế động lực với lượng khách du lịch thật ấn tượng thu hút gần 7,2 triệu lượt trong năm 2019. Có thể nói, Đà Lạt đã trở thành một điểm đến của du lịch thế giới. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm
và những kết quả quan trọng mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung và nhân dân thành phố Đà Lạt nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, Festival Hoa Đà Lạt là một sự kiện văn hóa du lịch lớn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng, mang nhiều ý nghĩa là dịp để tôn vinh những người nông dân trồng hoa chăm chỉ, hiền lành, chất phác, tôn vinh giá trị các loài hoa, cũng như quảng bá vẻ đẹp và hình ảnh của con người, thành phố tình yêu. Đặt chân tới thành phố Đà Lạt mộng mơ hôm nay, đoạn đường nào, góc phố nào cũng nhìn thấy hoa bên đường, khoe nhiều màu sắc, tươi thắm, rực rỡ. Chỉ cần ngắm thôi cũng khiến tâm trạng nhẹ nhàng, bình yên, khó tả. Không chỉ khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà đặc trưng văn hóa, vùng đất cao nguyên cũng đa dạng với nhiều đặc sắc riêng, là nơi sinh sống của người Kinh và các đồng bào dân tộc thiểu số khác. Vì thế, Đà Lạt luôn nằm trong số những thành phố du lịch nổi bật nhất của cả nước, thu hút đông đảo khách du lịch. Trải qua 8 kỳ khai hội, Festival Hoa Đà Lạt đã được xã hội ghi nhận là một sự kiện nổi bật, là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng, có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và du lịch, nhất là sản xuất và kinh doanh hoa, nông sản, tơ lụa của vùng đất Nam Tây Nguyên, vùng đất kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm, là sự cam kết sẽ giữ trọn niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các mặt hàng nông sản và thương hiệu du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian tới. Để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước khi tới Đà Lạt, Lâm Đồng, tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau. Tiếp tục phát triển du lịch chất lượng cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, dịch vụ, phòng chống gian lận thương mại, giá cả, đẩy mạnh thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển các làng hoa, làng nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Tôi tin tưởng rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đoàn kết một lòng, khai thác có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển, xây dựng Đà Lạt thành phố Festival Hoa Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển trở thành một đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước, từng bước quan tâm đồng lòng, chung sức hướng tới xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố tơ lụa của Việt Nam trong một ngày không xa. Festival Hoa Đà Lạt lần này diễn ra trong thời điểm cả nước hân hoan chào đón năm Canh Tý 2020. Một lần nữa xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, để góp phần làm nên một mùa Festival Hoa Đà Lạt sẽ là sự thiếu sót nếu không nhắc đến sự đồng hành và đóng góp của các đơn vị tài trợ. Ngay bây giờ xin mời các đơn vị tài trợ, nhà tài trợ Kim Cương, nhà tài trợ Vàng, nhà tài trợ Bạc sẽ lên sân khấu nhận hoa và biểu trưng thay cho lời cảm ơn đến từ ban tổ chức.
Nhà tài trợ Kim Cương trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng, đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển tập đoàn Liên minh Đà Lạt, đại diện Hiệp hội Hoa Đà Lạt, đại diện Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Về phía nhà tài trợ vàng, trân trọng kính mời Tổng Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Puta Bus Lines Lâm Đồng, Hiệp hội du lịch Lâm Đồng Đà Lạt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, VNPT Lâm Đồng. Nhà tài trợ bạc trân trọng kính mời Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Quốc tế 5 sao Đà Lạt, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh. Ngay bây giờ trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ lên sân khấu cùng với ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ tặng hoa và biểu trưng cho các nhà tài trợ. Vẹn không khí mùa đông tháng 12 ở Đà Lạt với một không gian vô cùng đẹp, với muôn hoa đua nở, và lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 diễn ra trong khung cảnh cả nước cùng chào đón những cơ hội mới, những vận hội mới. Thưa quý vị, và để có được thành công của lễ khai mạc năm nay, đó là sự đóng góp, sự hỗ trợ hết mình của các đơn vị. Đà Lạt, vùng đất Nam Tây Nguyên, nơi sương thấm, má đào, thông reo, thác gọi, là nơi ngập tràn sắc hoa, giao vào lòng của biết bao thi sĩ những nỗi tương tư. Thưa quý vị, ai đã một lần đặt chân đến Đà Lạt sẽ lưu luyến hoài mỗi khi trở về, bởi vì hoa thơm tình người đã khắc ghi thật đậm sâu để mỗi góc phố, mỗi con đường chất chứa yêu thương và kể về một miền nhớ mang tên Đà Lạt. Dẫu năm tháng có trải qua thì vẫn luôn đậm sâu thật khó quên. Đà Lạt, Lâm Đồng, sự hiện hữu kỳ vĩ của nét đẹp núi thẳm rừng sâu, của suối thác chảy đêm ngày, của gió ngàn trì rào thổi, những bản tráng ca từ ngàn xưa. Hơn trăm năm trước, lưu dân từ mọi miền đất nước
đã đến với Đà Lạt, chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Cùng với người bản xứ Cửa Ho, họ từng ngày che mầm, ươm hạt, tạo dựng tương lai trên đỉnh cao nguyên Lang Biang. Kết tinh từ tình đất, nguyện với tình người, cây trái mua hoa, đâm chồi nảy lộc. Trải qua bao dòng chảy lịch sử hào hùng, những đôi chân trần của cha ông đã in dấu trên mảnh đất Ba Sàng trù phú, tự hào viết nên huyền thoại xứ ngàn hoa. Huyền thoại xứ ngàn hoa nay được kết nối từ huyền thoại đáp ngọn núi Lang Biang với nghi lễ nô nàng mừng công đắp núi diễn ra 7 ngày 7 đêm trong tiếng cồng chiêng âm vang rộn rã, tiếng hoàng ca vang động núi rừng của muôn thần, muôn người, muôn loài từ thế giới bà cõi. Đó cũng là ngọn nguồn của nhiều nghi lễ mừng trong chu kỳ vòng đời được tiền nhân xứ sở Lang Biang truyền lại từ đời này sang đời khác. Mạnh mẽ như thiên nhiên đại ngàn, tự do trong chơi như trái tim của gió, đôi khi lãng mạn yêu đời như sương sớm bình minh. Con người Đà Lạt là hiện thân của sức sống mãnh liệt nơi phố núi rừng xanh, kết nối với hồn thiên cao nguyên, ôm dừng giữa đất trời mây núi. Họ đã sống bằng cả khát khao, viết nên những thiên tình sử từ những gì chân thành và đẹp đẽ nhất. Chuyện xưa con tôm cứu bao dân làng cùng sức cùng ta. Dù là tơ mơ hay bờ storia không còn tung hoa. Dù đang nơi đâu vẫn luôn nghiêng mình dáng đuôi sông trôi. Trời bình minh xuân. Tung đôi cánh loan tin, tiếng vui khắp nơi. Vòi trăng
vòng chuyển đến muôn chân trời mới bao la. Vẻ đẹp của Đà Lạt đã ghi dấu trong lòng bao lãng khách với hình ảnh một vùng đất sương lam nhẹ rơi, một thành phố mộng mơ, thấp thoáng dáng yêu kiều thanh tân của người thiếu nữ Đà Lạt như sợi tơ ký ức đang dệt lại dáng hình Đà Lạt xưa. Tôi nhớ Đà Lạt mơ, du lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở đường lên phố. Cảm ơn ca sĩ Cao Công Nghĩa và Thu Thảo với sáng tác của Minh Kỳ ca khúc Thương Về Miền Đất Lành. Thưa quý vị, mỗi khi nhớ về Đà Lạt thì người ta hay nhắc ngay về một thành phố với lại hoa thơm trái ngọt nè. Và có một điều mà mọi người nhớ đến Đà Lạt đó chính là tiết trời se lạnh, mát mẻ quanh năm. Và đặc biệt là mùa đông tháng 12 của Đà Lạt, và đó cũng chính là mùa nhớ, mùa của hoài niệm. Và quý vị có đồng ý rằng là với những ai yêu mến Đà Lạt á, thì hình ảnh Đà Lạt xưa rất là mộc mạc mà cũng rất là nên thơ. Đà Lạt xưa gắn liền với hình ảnh của những gánh hàng hoa nè, những cô bán sữa đậu nành hay hình ảnh của ông già bán đậu phộng rang. Trong bộ vest màu trắng đúng không? Và những anh chàng nhiếp ảnh nữa.
Và Đà Lạt xưa còn gắn liền với những giai điệu viết về mùa đông đã trở thành bất hủ. Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở. Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan. Màn trời mùa đông đến chợt đi vội vàng. Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang. Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại, con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương. Trời vào lấp đông gió ngàn thông rì rào, em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa. Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao, em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nào. Tan như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng, chợt cơn gió đã lao sao. Em bây giờ lẽ nào xa thành phố chẳng sao, bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao. Ta qua con dốc xưa cánh hoa vàng năm ấy, gọi tên em lòng thương nhớ. Giữa một chiều Đà Lạt lập ngỡ, ta bàng hoàng ngây dại. Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương. Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào, em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa. Trên cao em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nào. Tan như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng, chợt cơn gió lao sao. Em bây giờ lẽ nào xa thành phố chẳng sao, em bây giờ lẽ chỉ là giấc chiêm bao. Ta qua con dốc xưa cánh hoa vàng năm ấy, gọi tên em lòng thương nhớ. Giữa một chiều Đà Lạt lầm đơ.
Đà Lạt những ngày khi đông chớm xuân sang, mang chút ngọt ngào, mang chút mộng mơ như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Chồi non lộc biếc nghiêng mình nếm mật nắng. Cái lạnh của mùa đông đã làm hồng thêm đôi má, sắc hoa đã điểm tô thêm vẻ đẹp của người thiếu nữ đang tuổi xuân thì mang tên Đà Lạt. Dạo bước giữa Đà Lạt yên bình, cảm nhận vẻ đẹp và hơi thở của muôn hoa, trái tim mỗi chúng ta như được hòa nhịp với đất trời, với sức sống đang cuộn trào nơi đây. Một buổi sáng tinh mơ ở làng hoa Vạn Thành, những đóa hoa đầu tiên đã khoác lên lớp váy áo rực rỡ đón chào ngày mới. Làng hoa Thái Viên, làng hoa Hà Đông hay ở bất kỳ góc phố, sân vườn nào trên thành phố ngàn thông, muôn hoa vẫn đang khoe dáng yêu kiều, âm thầm điểm tô sắc màu ấm áp nhất cho bức tranh Đà Lạt tuyệt mỹ. Ngay đâu đây, mùa về qua sắc hoàng hoa, vẽ chút tình, chút hương vương trên mi mắt ngọt ngà. Làng hoa đến trang trại công nghệ cao, hoa Đà Lạt đã trở thành một loại thương phẩm kinh tế giá trị vươn đến mọi miền đất nước và thế giới. Sắc hoa Đà Lạt còn là sắc vàng giả quỳ rực rỡ, là biểu tượng cho sức sống trường tồn, mãnh liệt của người dân cao nguyên. Trong ánh dương rực vàng, trong sắc xuân lũa là, giả quỳ kiêu hãnh vươn cao, hòa quyện cùng tình người Đà Lạt chân thành, nồng hậu, cất lên tiếng hoan ca, yêu đời, yêu người.
vị đang đến với chương 2 của chương trình với tên gọi Phố Hoa. Thưa quý vị, hiện nay thì Vũ Mạnh Cường đang có mặt tại một nơi nổi tiếng với hai khối kiến trúc điểm nhấn của quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Đó chính là công trình khối hoa giả quỳ và nụ hoa mà những ai ghé Đà Lạt đều đến đây để check-in. Thưa quý vị, đó hoa giả quỳ là biểu tượng đẹp đại diện cho hình ảnh của con người Đà Lạt vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy sức sống. Họ đã thổi hồn vào đất, gửi tình yêu vào cỏ cây hoa lá, vun trồng cho muôn hoa nở rộ giữa cao nguyên lộng gió này. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian trở về với cội nguồn đã đặt những hạt giống đầu tiên khai hoa cho mảnh đất này. Lịch sử trồng hoa ở Đà Lạt đã trải qua chặng đường hơn 100 năm. Việc thành lập làng hoa truyền thống Hà Đông vào năm 1938, rồi sau đó các làng hoa Thái Phiên, Vạn Thành, Đa Thiện, Xuân Thành ra đời đã đánh dấu sự hình thành những làng nghề trồng hoa truyền thống chuyên canh ở Đà Lạt. Cũng từ đây, xứ sở sương mù vốn nổi tiếng là chốn nghỉ dưỡng bắt đầu nổi danh với nghề trồng hoa. Từ vùng Bắc Bộ, hoa li li di thực vào Đà Lạt vào những năm 1925. Những cánh hoa mềm như nhung, mượt như lụa là kết tinh của sắc nước hương trời vẽ ra dáng hình người con gái Đà Lạt thanh lịch thoáng kiêu sa. Loài hoa lay ơn gợi nhớ nét cổ điển mang sắc màu rực rỡ. Dáng hoa yêu kiều, đài cát là biểu tượng của niềm hy vọng và đam mê bất diệt. Với trăm ngàn màu vẻ, diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa, lá khô vẫn không lìa cành, hoa tàn không rơi xuống đất. Hoa cúc mến khách mang hương thơm ẩn chứa sự gần gũi, quyến luyến như lời chào hỏi thân tình dành cho người khách phương xa. Loài hoa vương giả, nét kiêu sa, trang nhã của phong lan là hiện thân của tính cách người Đà Lạt ngày nay. Văn minh, tinh tế nét lan hoa, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, can trường trước gió mưa. Thank you.
Trong thế giới muôn hoa, mỗi một loài hoa đều sở hữu sắc hương tuyệt diệu cho cuộc đời, được gửi gắm trong đó những ước vọng tốt đẹp của con người. Hoa mang theo cả một hành trình biến thiên, thời gian, không gian, xuân, hạ, thu, đông. Phấn hoa theo gió bay xa, để hoa thơm bên tay người, quyến luyến không rời. Là một trong những loài hoa ôn đới đầu tiên theo chân người Pháp đến Đà Lạt, hoa hồng mang vẻ đẹp kiều diễm và quyến rũ với các cánh hoa hàm tiếu là biểu tượng của tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Lúc ôm em trong vòng cánh tay, ngỡ như đất trời đang xoay, ngất ngây lòng em cũng trắng phai, thoáng nghe mùa xuân đến bên đời, những bông hoa trong vườn ngát hương, ngát thơm hương tình đắm say, trái tim và điều hoan ca.
rào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Dần vào quên lãng rồi đưa hoa lặng bước trong lãng quên, lặng bước trong lãng quên. Trong những đêm sương giá ở những vùng quê hay các nông trang, những ngọn đèn nhỏ dần được người nông dân thắp lên như để lan tỏa hơi ấm. Muôn hoa, rau củ an nhiên say giấc, âm thầm chắc chiêu tinh hoa của đất trời trong từng hơi thở nhẹ tên, trong từng nhịp đập khẽ khàng. Thank you.
Đà Lạt có lợi thế về điều kiện tự nhiên, là miền đất lành kết tụ những sản vật nổi tiếng. Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và phát triển thành công thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, đưa các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam, từng bước lan tỏa thương hiệu đến thị trường quốc tế. Không chỉ có hoa thương phẩm, du lịch và nông sản cũng góp phần làm nên một Đà Lạt riêng có của cả nước, thu hút bạn bè và du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, thưởng thức hương vị ngọt thơm của các sản phẩm từ thiên nhiên. Và góp phần vào đó còn có hương trà Bờ Lao, Bảo Lộc, chắc chiêu hương trời ngụy đất, nồng ấm tình người gửi trao. Chén trà ngon cho lòng dày hương, thơm từ tay em trắng nõn nà, có chút khói làm chiều xa vắng, chút sương hư ảo chốn sương mờ. Chén trà ngon cho lòng bâng khuâng, có chút lao sao tơ tâm dễ buồn, có chút tóc em bồng bềnh long lanh nên đã dịu dàng chiếc áo dài Việt Nam. Che ngàn năm thơ mãi, hương vị quê nhà vừa trùng dương. Uống chén trà ngon cho hồn thăng hoa, uống chén trà xanh xanh hồn Việt Nam. Uống chén trà ngon cho hồn thăng hoa, uống chén trà xanh xanh hồn Việt Nam. Chén trà ngon cho lòng dày hương, thơm từ tay em trắng nõn nà, có chút khói làm chiều xa vắng, chút sương hư ảo chốn sương mờ. Chén trà ngon cho lòng bâng khuâng, có chút lao sao tơ tâm dễ buồn, có chút tóc em bồng bềnh long lanh nên đã dịu dàng chiếc áo dài Việt Nam. Che ngàn năm thơ mãi, hương vị quê nhà vừa trùng dương. Uống chén trà ngon cho hồn thăng hoa, uống chén trà xanh xanh hồn Việt Nam. Uống chén trà ngon cho hồn thăng hoa, uống chén trà xanh xanh hồn Việt Nam. Uống chén trà ngon cho hồn thăng hoa, uống chén trà xanh. Thưa quý vị, nếu như hương trà Bờ Lao là niềm tự hào của người dân xứ Cao Nguyên, thì tơ lụa lại đưa danh tiếng của Bảo Lộc Lâm Đồng ngày càng vươn xa. Biết bao nhiêu người thợ tài hoa đã say mê ươm tơ dệt lụa. Và thưa quý vị, đất lành thì nở hoa, còn lụa thì mơn man trên da thơm má đào, dệt nên những giá trị vượt thời gian. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài mang tên Lụa Hoa của nhà thiết kế Đình Văn Thơ với sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan và đây cũng là hai vị đại sứ cho tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2019. We'll be right back.
xa xuyến rất nhiều. Thầm hỏi tôi cớ sao mãi nhìn, từ lâu rất lâu rồi vẫn mãi nhìn. Như làn mây giữa chiều này, chiếc áo lụa nào cho dáng em thật mềm, sẽ bước trên em mềm. Rạng rỡ ngày mới, khuôn mặt em lấp lánh nụ cười, và em đã cho tôi giây phút tuyệt vời. Em bước đi ngả nghiêng cây xanh đón chào, với chiếc áo lụa dài mang hơi em dịu dàng. Và em bước đi chiều đang rung lên giấc mơ, ôi cô gái lụa là mang hơi em nồng nàn. Chiều đã cho em một tia nắng mát hương thơm từ làn môi, cho tôi qua những giấc mơ dài. Kìa em bước đi loài hoa thơm ngây giữa trời, tôi không nói thành lời say mê giữa cuộc đời vì em. Còn tầm ăn là sâu, là hương vị thiên nhiên, là hương vị quê hương, là của đất trời. Áo kia quấn bên mình bằng sợi tơ lấp lánh, đã dệt nên những tấm lụa làm đẹp cho cuộc đời. Và em thật dịu dàng khi mặc chiếc áo lụa, như ngả bông hoa tỏa hương thơm mát. Như mái tóc em mềm là môi em, mềm bờ với em trong tà áo lụa. Ngày em qua sáng giữa yêu kiều, trong vắng mây chiều giao duyên rất nhiều. Thầm hỏi tôi cớ sao mãi nhìn, từ lâu rất lâu rồi vẫn mãi nhìn. Như là mây giữa chiều này, chiếc áo lụa nào cho dáng em thật mềm, sẽ bước trên em mềm. Rạng rỡ ngày mới, khuôn mặt em lấp lánh nụ cười, và em đã cho tôi giây phút tuyệt vời. Xây dựng cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh, áp dụng thành công hệ thống IoT,
và điều khiển tự động qua cảm biến trong lĩnh vực nông nghiệp, tích cực đẩy mạnh triển khai thành phố Wi-Fi theo hình thức xã hội hóa là một trong những bước đột phá thành công nhất của thành phố Đà Lạt. Đà Lạt đã không ngừng phát triển và trở thành điểm đến của bạn bè trong và ngoài nước. Cho không gian chút nắng chiều tràn, từng ngày dài mơ mãi chưa nguôi ngoài, u kín những vệt dài mà anh ban mai. Cho tôi mang những hạt say mê, đem yêu thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đi bên đông hát vang lên, la 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 la. Cho mây man thêm bao nhiêu cơn cao, quên đi hôm qua bao nhiêu buồn âu. Hãy đến với tôi đón chào ngày mai. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chờ đón. Chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngã chuông cạnh bình minh để tràn sức sống nụ cười trên môi đã xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui chờ anh đang nhập tràn lung linh đã xinh. Và hãy hát xin giữ cùng tôi những yêu thương đầy vơi, chặt đôi tay và thời gian như mình trôi như giấc mơ.
chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp. Bao nhiêu niềm vui bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hôn ấy như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp. Bao nhiêu niềm vui bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười hân hoan ta gọi tên ngày mai. Rộn ràng khúc nhạc ngàn hoa thắm sắc má em ửng hồng. Lam Giang trời hôi bập bùng cồng chiêng lửa say men núi. Dù cần biết đâu phố hoa Đà Lạt làm hoa vàng rực trên đồi. Em gái Đà Lạt em hùng xuống phố mặt mà dấu chẳng kiêu sa. Với những giai điệu tuyệt vời của ca khúc Đà Lạt thành phố Festival Hoa đã khép lại lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt năm 2019 với chủ đề Đà Lạt và Hoa. A place of thousands of blooming flowers, a place of gentle, elegant, and hospitable people, and great experiences. Thank you for making me a part of the Dalat Flower Festival 2019. It is truly an honor. Come on, Dalat. Come on, Vietnam. Quý vị thân mến, Hoa hậu Megan Young vừa gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Và cô ấy cũng xin được gửi lời cảm ơn vì đã cho cô ấy một cơ hội để được xuất hiện tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2019. Thank you, Megan Young. Quý vị thân mến, tất cả các hoạt động đặc biệt của Festival Hoa Đà Lạt đã sẵn sàng. Hãy đến với thành phố ngàn hoa của chúng tôi, quý vị nhé. Thưa quý vị, và một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị và các bạn đã tạo nên một lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 thật sự thành công. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.